Ngon quá à. Lâu lắm mới được ăn cái bún là chất lượng luôn á. Đỏ hao thơm phức. Chính ra em ăn nghệ thuật quá ha. Cái đeo bao tay ăn nữa. Để bóp cho nó nhanh á. Ai thông minh bằng nó đâu. Đấy thì đua nó làm cho à, quân đổi mới. Nhưng mà hết tôm nhảy rồi anh ạ. Mấy tôm hùm đi. Mấy tôm hùm đi. Có tôm hùm không? Tôm hùm đâu? Tôm hùm. Tôm hùm ở đâu anh? Đấy đây đây. Ủa em có tôm hùm à? Như vậy là mình không có sự chuẩn bị cho khách sạn 5 sao. Khách sạn 5 sao mà con tôm nó bé như là con muỗi vậy đó. Trong khi nếu mà khách sạn 5 sao là con tôm nó phải to như con tôm hùm, tôm càng Alaska chẳng hạn. Ai quấn tôm hùm với sao đâu? Đó. Ủa anh chưa ăn hả? Bánh xèo tôm hùm rất nổi tiếng ở Đà Nẵng. Người thực tấn người ta quấn là quấn cả con tôm hùm cơ. Đúng rồi. Nhưng khả năng nó nằm chỗ chế độ bao tử. Dạ. Yeah. Mà bây giờ người ta nằm lên là tôm càng Alaska luôn rồi. Dự định đi về rồi nhưng mà tại vì anh đã quyết định quay ra để kéo khách mời quay trở lại. Thật sự là tụi em có những giọng hát thăng trường đấy. Tuyệt vời quá. Xin giới thiệu với em, đây là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thiên, người sáng tác ra ca khúc Hồng Dám Đâu với giọng ca thánh khóc của em. Quý vị không nhìn thấy được, thật sự thực tế là con bé Phương Nga mà xứng ra đây đổ lên trong mày. Tôi từ em diễn thanh lịch nha. Hai ba cái nữa nè, hai ba nè, hai.